vạ vật chờ khám bệnh. Nếu như đi thật sớm thì là không được sớm mà là người đi xong. Cũng là lúc cò tung hoành. Cần kiểm soát và có giải pháp kịp thời. Không bao giờ nghĩ đến cả cái chuyện là có những người đã đến và đã trục lợi. Vâng, thưa quý vị, việc người dân xếp hàng chờ khám bệnh đã trở thành một hình ảnh rất là quen thuộc tại các bệnh viện, nhất là tuyến cuối. Tâm lý đi viện thì ai cũng vậy, chỉ mong được khám sớm, được điều trị kịp thời để có thể an tâm ra về. Nhưng thực tế thì muốn sớm cũng phải xếp hàng lần lượt theo quy định. Thông thường ấy, mỗi một bệnh viện sẽ có những quy trình khám bệnh khác nhau. Nhưng mà tôi thấy là hầu hết người bệnh thường sẽ chỉ có hai lựa chọn thôi anh Sơn Lâm ạ. Một là khám bệnh theo bảo hiểm y tế và hai đó là khám bệnh theo yêu cầu. Vì vậy bệnh nhân sẽ phải lấy số thứ tự để vào các ô cửa phù hợp. Và lợi dụng điều này, nhiều dịch vụ khám nhanh cũng đã nở rộ, thậm chí là công khai chèo kéo trước cổng bệnh viện. 2 giờ sáng tại bệnh viện Tim Hà Nội, vỉa hè chật kín, bệnh nhân trực chờ lấy số thứ tự vào khám bệnh. Nếu mà mình không bảo vệ thì quán nước này. Quán nước. Xếp họ. Em đi nhiều tiền đâu? Mỗi đợt lại 20, 25 chẳng hạn. Ví dụ nó chỉ lấy mỗi một lần nó lấy 2 chiếc xong rồi nó lại cách và vài người nó lại lấy. Mà nó nằm ở trong phố đấy chứ mình có đấy đâu mà mình biết được. Cũng bởi tồn tại những chiếc vé lậu nên nhiều người đành đi sớm. Có cầu ắt có cung, đứng dây cò mồi xuất hiện từ đây. Đến đây này thì chị lấy số cho rồi, lấy trước rồi thì chỉ đến đây lấy số cái là đi vào đấy, người ta đọc đến cái là đi vào làm luôn thì nó nhanh. Ở trong đấy nhá. Từ số 1 đến số 50 là có lẽ có thể khoảng rồi. Bán vé trong đấy là nó nhận hết rồi. Nó có số điện thoại của những người đi khám hàng tháng ấy. Chú là chú không lấy được. Chú nhờ người lấy được. Mất chi phí nhưng mà đỡ vất vả. Chú phải xếp hàng cho nó. Xong rồi nó mới sang con đứng nó lấy. Còn số bao nhiêu? Có 10 trở lại. Mày nhé vào số mấy kia. Mai người ta sẽ gọi cho cháu, người ta giao vé để cháu cho nhận tiền cho người ta. 100 vé 200 nghìn một lần. Sao đắt thế? Nhiều người ta vẫn mãi. Công khai chào mời, móc nối từ trong ra ngoài. Tại bệnh viện ca, dịch vụ co môi cũng náo nhiệt không kém. Khám bệnh bảo hiểm đúng không? Vâng. Con giấy chuyển tuyến lên đây không? Chỉ khám bệnh bảo hiểm thôi đúng không? Ok. Nhưng người khác thì 200, anh lấy 150. Sáng mai anh lấy cho. Từ số 8, số 10 cho em. Hải Phòng, cái này ở Lâm Định, em Thái Bình. Người ta biết hết rồi anh rồi. Người ta điện là sáng xong người ta cứ lên rồi. Dễ hiểu vì sao những suất khám sớm rất khó có được, dù bệnh nhân đến từ sớm. Vì vậy mỗi lần đi viện, người phụ nữ này phải đếm trước 3 tiếng, chờ đến giờ phát số. Thế nhưng vẫn chỉ nhận lại. Số tầm mấy trăm, mấy trăm. Mình đi sớm thế mà vẫn số mấy trăm á? Mình đi số mà đầu thì nó khó. Thế nhưng mình đi thật sớm thì là không được sớm mà là người đi xong người ta. Bất công. Bởi nhiều người vượt hàng trăm cây số đi viện, vạ vật chờ đợi, nhưng chẳng có được sự công bằng. Chỉ vì chiếc máy này, buổi chiều nằm chỏng chơ, nhưng buổi sáng lại là chiếc máy hái ra tiền của những kẻ trục lợi. Vâng, thông thường thì người dân thường đi khám vào đầu giờ mỗi ngày. Do đó, việc lấy số thứ tự tại một số bệnh viện cũng được đẩy lên sớm hơn. Vô hình chung, vào khung giờ này, nó chẳng khác nào một cuộc giành giật sự ưu tiên cả. Và thế là bệnh viện lại trở thành một mảnh đất béo bở cho những cò mồi sâu xé. Chỉ cần có nhu cầu là cò sẽ phục vụ từ A đến Z, ngang nhiên đi lại trong bệnh viện. Đầu tiên là tiền đâu. Không quan trọng là kẻ đến trước hay đến sau. Chỉ cần có tiền thì số nào cũng có. Nó đọc cái số em là em vào luôn đi. Đây, anh đi ra đi. Là em vào luôn. 5:30 là nó bắt đầu nói chơi. Thì là 100.000 một lượt. Từ sáng sớm. 7:30. 7:30 á? Bắt đầu đâu phải đấy 50.000. Mọi mức giá được đưa ra
khiến người bệnh khó có thể chối từ để đánh đổi lấy sự ưu tiên. Và khi con người cố ý can thiệp, đảo lộn quy trình, thì công nghệ cũng phải chào thua. Cái chiếc cháu con sau cô là cháu này 153. Đi trước thì là lúc bây giờ ngày 21 tháng 2018 mới cùng giả cũ bà. Vâng, nó cuối đưa cho đây thì. Tất cả những chiếc vé xếp hàng đều lỗi hiển thị ngày giờ, khiến người bệnh không thể phân biệt. Những lỗ kim nhưng lại đủ cho voi chui lọt. Tại nhiều bệnh viện, không thiếu những cảnh co mồi xếp lốt diễn ra một cách công khai. Nói một đằng nhưng lại là một nẻo. Mua được số à chị? Để cho em mua mấy. Đâu? Người ta phát 2 người 8 ấy chứ. Em số tỏ. Em làm rồi. Đáng nói, con số đánh rơi lại là con số 01. Khi tuân thủ đến mấy thì cũng bị kẻ khác chèn ngang. Lộng hành cả trong lẫn ngoài. Khi những đội ngũ mệnh danh tiếp sức người bệnh ở đâu cũng có, thì nhu cầu cũng được phục vụ từ A đến Z. Cái này là bao tiền đây? 150. Đắt thế. Anh ra từ lúc 4 giờ đêm. Tận số 25 đấy. Và có rồi, giờ nó khám lâu rồi. Bây giờ có cái dịch vụ mà dẫn mình đi khám không? Có không? Em cần không? Có cái đấy không? Là như nào, hỏi xem ba giá bao nhiêu nữa. Xong xuôi đưa cho 500. Khách hàng không chỉ giúp khách hàng được đặt cách để lấy số ưu tiên, cò còn hứa hẹn chen chân vào bất cứ khu vực nào ở bệnh viện, thậm chí mời chào rất chuyên nghiệp. Trong một ngày 500 nghìn, trách nhiệm của anh. Tôi cũng là một đống bệnh nhân rồi. Mình sang đấy thì mình vẫn phải đợi. Đấy là cái bọn em chồng em an tâm đấy. Làm 5 cái xét nghiệm chen chân như thế, vui nhất là 500 nghìn đúng không? Vào nó vẫn đến lượt mình, nó đến đến phòng khám nó vẫn phải đến số của mình mới làm. Chứ nó có làm được cho đâu mà phải khám nhanh chứ không khám nhanh. Mất tiền nó vẫn phải ngồi chờ đấy chứ. Nó đi đến phòng nào được ngay phòng đấy không có đâu. Tin làm cái gì? Nó bảo là đi ra vào khỏi phải khắp hàng lấy số. Nó bảo là hồi nữa có người là đưa đến phòng khám này nọ. Khả năng mình cũng theo là cũng theo. Thu lợi cao và dễ dàng, nên đường dây cò mồi thu hút nhiều người tham gia. Thiệt thòi lại thuộc về những bệnh nhân tuân theo thứ tự, không thỏa hiệp với việc chen ngang. Bệnh tật đã khổ, còn thêm khổ với đủ kiểu thủ đoạn đang trực chờ ở bệnh viện mỗi ngày. Các bệnh viện chuyên khoa có uy tín chuyên môn luôn là nơi bị cò lợi dụng, chào mời bệnh nhân, chi tiền khám nhanh. Số tiền dịch vụ kiếm được của cò mồi trung bình mỗi ngày có thể lên tới cả triệu đồng. Đáng chú ý là khi chế tài để xử lý nạn cò mồi còn quá nhẹ, hành vi này chỉ bị quy ra là gây rối trật tự công cộng, nên mức xử phạt hành chính chỉ khoảng từ 200 đến 300 ngàn đồng, không đủ sức răn đe. Vâng thưa quý vị, mặc dù ngành y tế rồi các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân để dẹp vấn nạn cò tại các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, thế nhưng thực tế cho thấy là tình trạng này vẫn tái diễn tại nhiều nơi với những thủ đoạn tinh vi khó lường. Hơn 2.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày. Dễ hiểu vì sao các bệnh viện tuyến cuối hay chuyên khoa hạng 1 quá tải. Đầu tư chiếc máy lấy số chưa đầy một tháng nhằm giải quyết tình trạng này, nhưng xem chừng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thực ra thì chúng tôi làm với mục tiêu là gì? Giảm nhân lực đi, cũng như là chúng ta để phục vụ cho bệnh nhân, cái quy trình phục vụ cho bệnh nhân nhanh hơn. Tuy nhiên thì chúng ta không bao giờ nghĩ đến là cái chuyện là người ta đã có những người ta đến, người ta trục lợi ở chuyện đó. Và chuyện này thì tôi thấy rằng là chúng tôi sẽ phải có thay đổi để cho cái chuyện này không xảy ra. Không có bác sĩ nào chúng tôi cộng tác với những đối tượng cò mồi này. Và nếu như người dân có lỡ đưa tiền cho người ta thì chắc chắn cũng là tiền mất tật mang thôi. Ai cũng sẽ được khám đối xử như nhau, bảo hiểm y tế cũng như là không có bảo hiểm y tế cũng đều như vậy. Chẳng có bác sĩ nào và cũng chẳng có ai liên kết với cò để đi đường tắt. Sau khi xác minh hành vi cò mồi tại bệnh viện ca, lực lượng chức năng đã xác định và mời 2 đối tượng liên quan về trụ sở. Thì ngày thì cũng được 1 khách, 2 khách. Trong huyện em không có quen biết ai cả. Xong rồi em ở lâu thì em biết các phòng khám thì em chạy trước, xếp sổ vào phòng này trước rồi lại chạy phòng khác. Thì mình đi quen rồi thì mình biết thì mình xếp được nhanh. Có thỏa thuận với người ta là cái giá thì thôi em biết là cái việc làm đấy của em là sai. Các đối tượng đã lợi dụng vào cái việc đông quá tải đấy và các cái quy định của bệnh viện là phải theo thứ tự
và các đối tượng lợi dụng vào đấy để trục lợi. Cái lợi nhuận chúng thu được của nhiều người bệnh nhân là cũng là lớn. Nếu trong một ngày mà làm được nhiều bệnh nhân thì cái thu nhập của đối tượng sẽ cao. Bất chấp mọi cái việc đã bị công an xử lý, răn đe, phòng ngừa nhưng mà vẫn tiếp tục tái diễn để thực hiện. Các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm với phương thức xếp hàng hộ, lấy số thứ tự ưu tiên, dẫn dụ bệnh nhân khám nhanh để hưởng lợi với mức giá từ 100 đến 500 nghìn đồng. Đã có nhiều vụ liên quan đến cò mồi dẫn khách khám bệnh được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Mới đây nhất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng đã xác minh, làm rõ và xử phạt 3 cá nhân có hành vi cò mồi sau phản ánh của phóng viên Chuyển động 24 giờ. Tuy nhiên đến hẹn lại lên, sự việc này vẫn cứ tiếp tục tái diễn tại các bệnh viện công nếu không có những giải pháp phù hợp. Vâng, suy cho cùng thì sự quá tải tại các bệnh viện cũng chính là một trong những kẽ hở khiến cho cò mồi có đất để hoạt động. Và lúc này đây thì rất cần cái sự san sẻ giữa các tuyến bệnh viện tuyến dưới, các bệnh viện cơ sở để người bệnh có thể có một cái nơi họ ngay lập tức có thể khám chữa bệnh mà không phải chờ đợi. Vâng, còn nói về nạn cò mồi thì để mà dẹp nạn cò mồi tại các bệnh viện là một câu chuyện khó. Và một trong những cái điều làm cho câu chuyện này trở nên khó khăn đó là vì chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, như là thông tin chúng tôi có vừa chia sẻ trong tiêu điểm vừa rồi. Thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin, những câu chuyện liên quan nếu có đến quý vị trong những chương trình Chuyển động 24 giờ tiếp theo.